Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Nissan Navara. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Navara ở cái phiên bản L, tức là phiên bản số tự động một cầu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, nhập khẩu từ Thái Lan ạ. Đã được đăng ký cuối năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý bạn nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này thì quý vị bạn thấy được là tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn. Chiếc xe đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ, từ khóa thông minh, đề nổ, start top cho đến toàn bộ về lốp này, về đầu màn hình, cam hành trình, đầy đủ các thứ mà chủ xe đã độ lên, tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 489 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70%. Quý vị và các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Nissan Navara số tự động một cầu 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Nissan Navara này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và thưa với quý vị bạn, chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và biển rất là đẹp quý vị và bạn nhé. Đấy, biển số là 29H03279, đấy, 79 đuôi 79, tức là đuôi biển là thần tài lớn rồi quý bạn nhé. Đấy, và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Navara 2016 số tự động tên tư nhân biển Hà Nội lăn bánh được hơn 8 vạn km này rồi. Mời quý vị và các bạn.